Chào mừng các anh em quay trở lại với kênh Zika Audio và tiếp tục một cấu hình combo cực VIP nữa. Cấu hình này có thể nói là cấu hình xuất sắc nhất từ trước tới nay bên Zika chúng em phối ghép. Và cấu hình này cũng là cấu hình của anh Thông, anh ở tỉnh Bình Định, với cấu hình gồm một cặp loa LX150 kết hợp với một chiếc đẩy SH9400 Pro và một chiếc loa sub VK360, và cấu hình là tổng bộ combo là 35.500.000 đồng. Anh Thông anh ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ok, cấu hình này thì em sẽ đưa máy lại gần hơn một chút xíu để chúng ta thấy được cái nét đẹp tinh tế của cái cặp loa high-end kết hợp được cả hát karaoke với dòng loa ở phân khúc cao cấp. Tổng chiều cao của cặp loa LX150 này là 118 và ngang là 18cm và sâu vào là 30cm. Sở hữu cho mình cái màu vân gỗ chìm tự nhiên rất là sang trọng. Và cấu tạo mặt trước của nó thì là dòng loa high-end được trang bị cả hệ thống loa trung và loa chép và loa siêu trầm đi bên hông. Nó có bát siêu trầm là bát 25 nhé, bát 25, cả một cặp hai bên đều có hết nhé. Và lưu ý ngoài lề thêm một chút, các anh em kê loa thì nên để xem cái vị trí loa trầm nó sẽ đánh cộng hưởng với nhau như thế này. Ngay phía trước mặt thì sẽ thấy ngay ba con trung trầm, ba trung trầm công nghệ màng carbon này, một con trung cao này, và hệ thống chép của nó là chép đôm hình cầu nhẫn, rất là nét trong tiếng chép và thể hiện được chi tiết tất cả cái dải cao siêu cao đấy. Ok, hỗ trợ tốt cho chúng ta hát karaoke, chỉ cần bật tắt nhé. Các anh em lưu ý cho em cái cấu hình này có sự phối ghép của con đẩy SH9400 Pro. Con đẩy này là auto tất cả các nguồn tín hiệu ra và vào, và có chip xử lý thông minh tự lưu trữ cũng như là tự ghi nhớ tất cả những cái thói quen sử dụng hàng ngày, như là chúng ta nghe nhạc này và chúng ta hát thì nó sẽ tự auto lưu trữ lại những cái thói quen hàng ngày, như là chúng ta sẽ hát những cái dòng nhạc gì và nghe ở cái tần số bao nhiêu là phù hợp, và không gian gia đình nhà chúng ta như thế nào hoặc là giọng hát chúng ta như thế nào, nó sẽ tự động auto để phối ghép, tự động auto nhá, nó sẽ tự động auto để chuyển tất cả những cái tính năng ưu việt của nó để phục vụ chúng ta làm ra một cách hoàn hảo nhất. Còn đối với những bác mà thích mày mò dành ra rất nhiều thời gian thì cái phiên bản này nó rất nhiều những cái để chúng ta mày mò này. Con này là màn hình cảm ứng toàn bộ nhá. Đây. Có cả chế độ đường vào là HDMI này. Đây. Và cả HDMI RC đường xuất ngược tín hiệu âm thanh ra, Bluetooth cổng quang. VOD AUX rất nhiều. Dễ sử dụng, có điều khiển thông minh đi kèm. Tiếp theo là một thiết bị nữa, đó là một em súp, một em súp VK360 của anh Quan này. Con súp này là súp 3 bát nhé, 3 bát cộng hưởng. Một dòng súp được thiết kế với cái phong cách 3 bát, 3 hướng này. Một bát chính, bát điện ở giữa và hai bát cộng hưởng hai bên, màu vân gỗ, đồng tông màu đôi loa. Chưa hết đâu. Đối với tất cả những bộ combo thì chúng em sẽ tặng mic, nhưng riêng với con đẩy SH9400 này nó sẽ được tích hợp mic này. Đó, thì chúng em sẽ tặng kèm cho các anh em một cặp dây chính hãng của Noren, dây nhập khẩu từ Nhật Bản. Cặp dây high end này sẽ giúp chúng ta có được một chất lượng nhạc rất là tươi sáng, chi tiết tách bạch. Dây này đang có giá trên thị trường em đang bán ra là 1.500.000 đồng. Vậy nên bộ combo này đang được hưởng một cái quà tặng rất là hấp dẫn như vậy. Đẩy công nghệ mới tích hợp 6 chức năng trong một này. Công suất này, vang này, mic này, nâng này, lọc này, giải mã này. Súp 3 bát cộng hưởng này, một cặp loa high end cao cấp. Và sau đây thì em sẽ test nhạc và test một đoạn karaoke trước khi gửi đi cho anh Quang. Thank you.
mây bay qua, ánh trăng chiếu dần vào ruộng đồng bao la. Nghe xa xa mấy câu hát về vòng từ đầu thôn đưa về quê hương ta, đất xưa vốn nghèo nhưng giàu tình thương nhau, biết yêu lúa màu xa cuộc đời cỡ cầu, cái trai biết làm tròn lời thề khi ban đầu. Đêm hôm qua gió lay lá cành chờ cành đẹp trắng rồi. Thì bên Zika chúng em gửi tới các anh em cũng như anh Thông là chủ nhân sở hữu cho cấu hình karaoke VIP này, ca khúc Tình Lúa Duyên Trăng. Cảm ơn anh Thông, anh ở tỉnh Bình Định rất là nhiều khi đến với Zika với một cấu hình cực VIP và một cặp loa LX150 kết hợp với một chiếc đẩy công nghệ số cao cấp nhất hiện nay, đó là chiếc đẩy SH9400 Pro và một loa súp VK360. Tổng cấu hình combo này thì giá cũng như là bên chúng em cũng đã tương tác và thỏa thuận cho anh Thông và có tặng kèm cho anh Thông một cặp dây loa high-end, một cặp dây loa high-end cao cấp hàng chính hãng của Noren, dòng dây nhập khẩu chính hãng của Noren đến từ Nhật Bản. Và xin cảm ơn anh Thông rất là nhiều và sau đây xin khép lại video tại đây. Cảm ơn anh Thông và toàn thể các anh em đã đồng hành cùng bên Zika chúng em.